Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong trang địa phương của Đài Truyền thanh Truyền hình Mèo Vạc, phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn phóng sự Huyện Mèo Vạc tổ chức thành công đại hội các chi đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020. Tiếp đến là Gương, Phó Bí thư chi bộ, trưởng thôn gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo lời Bác. Sau đây là nội dung chương trình, mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 tháng tích cực triển khai, tính đến thời điểm hiện tại, tất cả các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Mèo Vạc đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng bộ huyện Mèo Vạc có 63 chi đảng bộ trực thuộc, trong đó có 42 chi bộ cơ sở, 18 đảng bộ xã thị trấn và 3 đảng bộ cơ quan. Số chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở là 292 chi bộ, toàn đảng bộ huyện có 3.342 đảng viên, trong đó chính thức là 3.086 đồng chí, đảng viên dự bị là 256 đồng chí. Sau một thời gian chuẩn bị, kết quả đến nay đã có 63 tổ chức cơ sở đảng đã hoàn thành đại hội. Do có sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Huyện ủy cùng với sự chuẩn bị chu đáo của các chi đảng bộ, công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp thuộc Đảng bộ huyện Mèo Vạc đã được tiến hành đúng thời gian quy định, đúng với điều lệ đảng, quy trình hướng dẫn của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong cái quá trình triển khai thực hiện, thì ban tổ chức đã phối hợp với Văn phòng Huyện ủy, các ban xây dựng Đảng Huyện ủy về công tác triển khai các chỉ thị, nghị quyết của tỉnh, của trung ương, của tỉnh, của huyện, đặc biệt là trong cái công tác bầu cử trong đại hội, thì ban tổ chức đã tổ chức hội nghị tập huấn quán triệt các đến các đảng bộ cơ sở về công tác bầu cử trong đảng, nhấn mạnh các cái nét mới về cái ở cái quy chế bầu cử trong đảng mà mới được ban hành. Về cái công tác kiểm phiếu thì đã xây dựng cái phần mềm kiểm phiếu bằng máy tính, tập huấn hướng dẫn cho các cái đối tượng là trước khi mà diễn ra các đại hội, thì ban tổ chức cũng đã cử các đồng chí là lãnh đạo của ban rồi thì cán bộ chuyên viên trong ban xuống kiểm tra công tác chuẩn bị của tất cả các đại hội, đồng thời là dự đại hội của tất cả các chi đảng bộ. Thì do có cái sự hướng dẫn tập huấn kỹ cũng như là sự chuẩn bị chu đáo của các chi đảng bộ, thì cho đến nay thì các chi đảng bộ đã đại hội thành công, đều đảm bảo theo cái kế hoạch. Để đảm bảo tính đồng nhất và sát với tình hình thực tế của mỗi chi đảng bộ, việc xây dựng báo cáo chính trị của các chi đảng bộ cơ sở trình đại hội đều được huyện ủy chỉ đạo hướng dẫn xây dựng và kiểm duyệt, qua đó đảm bảo về chất lượng. Các báo cáo đã làm nổi bật thành tựu, các ưu điểm cũng như thẳng thắn chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế, phân tích nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm để xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu cụ thể nhằm đưa ra các nhóm giải pháp phù hợp với tình hình phát triển của mỗi chi đảng bộ. Tại mỗi đại hội, luôn có từ 4 đến 12 ý kiến tham luận, góp ý vào báo cáo ở tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng đảng, v.v. Các ý kiến thảo luận sôi nổi, trách nhiệm không chỉ nâng cao chất lượng báo cáo mà còn góp phần giúp các địa phương, đơn vị hoạch định chiến lược phát triển ở tầm vĩ mô, có các biện pháp, giải pháp tổ chức thực hiện hữu hiệu nhiệm vụ chính trị của mình. Qua việc tổ chức đại hội thành công, mà chúng tôi cũng đã rút ra những cái bài học kinh nghiệm. Cái thứ nhất đó là cái việc mà chúng ta xây dựng báo cáo chính trị. Báo cáo chính trị phải được sự đồng thuận của toàn đảng bộ, của nhân dân, lấy ý kiến của các đồng chí cán bộ lão thành, và chúng tôi cũng đã căn cứ vào cái chỉ tiêu của huyện giao để chúng tôi xây dựng cái nghị quyết. Đây là một cái mà chúng tôi cũng phải bám vào tình hình thực tế để làm sao xây dựng nghị quyết để sát với tình hình thực tế để tổ chức thực hiện trong cái nhiệm kỳ 2015-2020. Và cái kinh nghiệm tiếp theo đó là cái việc tuyên truyền đến bà con nhân dân, đến toàn thể đảng bộ để tạo một cái không khí phấn khởi thi đua để chúng ta lập nhiều thành tích để chào mừng đại hội đảng. Và một vấn đề quan trọng đó là cái vấn đề về nhân sự, thì chúng cũng phải sự chuẩn bị chu đáo về nhân sự theo cái cơ cấu mà cấp trên đã hướng dẫn, và làm sao để
có được cái sự phản hồi của quần chúng nhân dân để chúng ta xây dựng một cái bộ máy nhân sự cho cái nhiệm kỳ tới là thực sự là người có tâm, có tài và có nhiệt huyết để chúng ta lãnh đạo đảng bộ thực hiện thành công cái nghị quyết nhiệm kỳ tới. Đại hội các chi đảng bộ trên địa bàn huyện Mèo Vạc diễn ra trong không khí phấn khởi, đoàn kết, dân chủ, tiết kiệm, trang trọng. Công tác nhân sự trình đại hội đảm bảo số lượng tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, trình độ lý luận, số dư theo quy định và cơ cấu đã được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt. Quy trình bầu cử cấp ủy, bầu đại biểu đi dự đại hội đảng cấp trên theo đúng quy chế bầu cử trong Đảng, bảo đảm dân chủ đúng định hướng. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt là cái hướng dẫn 28 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy để thực hiện các quy trình công tác nhân sự, thì Ban Thường vụ Huyện ủy Mèo Vạc đã chỉ đạo một cách rất chặt chẽ, tuân thủ quy trình, đúng nguyên tắc, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy trình. Chính vì vậy mà trong quá trình mà duyệt nhân sự cũng như quá trình tổ chức đại hội, thì các cái nhân sự được giới thiệu để bầu trúng, bầu đúng và với số phiếu rất là cao. Thì kết quả tổ chức đại hội của chi đảng bộ cơ sở thì có thể nêu lên mấy vấn đề. Cái thứ nhất là cái được là cái sự quyết tâm rất cao và có trách nhiệm của cấp ủy chính quyền từ huyện xuống đến cơ sở, cái sự vào cuộc có trách nhiệm của cán bộ đảng viên. Cái nữa là cái việc quán triệt các cái quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy Mèo Vạc là rất nghiêm túc. Còn là cái hạn chế qua thực tiễn như dự và chỉ đạo đại hội thì có thể thấy rằng là cái công tác điều hành của đoàn chủ tịch một số xã còn lúng túng. Một cái hạn chế khó khăn nữa là cái cơ sở vật chất phục vụ đại hội. Hầu hết các xã là đều không có hội trường riêng, để không có hội trường đủ rộng để tổ chức đại hội. Nhiều xã là phải mượn cái phòng học, phải đập thông các cái phòng học của các trường để tổ chức đại hội. Đấy là những cái khó khăn trong quá trình tổ chức đại hội. Đấy, thì trong các cái buổi như dự và chỉ đạo đại hội, đấy, thì tập thể Ban Thường vụ đều chỉ đạo ngay sau kết thúc đại hội thì tập trung vào lãnh đạo chỉ đạo các cái chỉ tiêu, các cái nhiệm vụ giải pháp mà nghị quyết của đại hội đã đề ra. Song song với công tác đại hội đảng bộ chi bộ cơ sở, Huyện ủy Mèo Vạc đã chỉ đạo tổ giúp việc khẩn trương rà soát, bổ sung văn kiện báo cáo chính trị đại hội đảng bộ huyện theo định hướng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tích cực chỉnh trang đô thị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tiểu ban nhằm chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức đại hội đảng bộ huyện lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ diễn ra vào đầu tháng 7 tới. Thưa quý vị, gương mẫu, năng nổ, nhiệt tình trong công tác xã hội, khéo léo trong công tác vận động quần chúng. Đó là những lời nhận xét của người dân trong thôn đối với anh Vàng Mí Mỉ, sinh năm 1975, Phó Bí thư chi bộ, trưởng thôn Lùng Phùa, xã Lũng Trinh, huyện Mèo Vạc. Với vai trò là người đứng đầu của thôn, do đặc thù công việc nên thường xuyên tiếp xúc với người dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân trong thôn. Anh Mỉ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên quán triệt triển khai các chỉ thị nghị quyết của đảng cấp trên tới toàn thể đảng viên và quần chúng nhân dân trong thôn. Toàn thôn có 87 hộ với trên 400 khẩu, 100% là dân tộc Mông. Bà con chủ yếu làm nông nghiệp và cây trồng chính là ngô. Tại các buổi họp thôn, anh Mỉ đã tuyên truyền tới bà con nhân dân cần phải đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, đưa giống ngô lai có năng suất chất lượng cao vào gieo trồng, áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất. Nhờ sự chỉ bảo đúng đắn, nói đi đôi với làm, nên nhiều năm qua,
Thôn Lùng Phùa đã có sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của người dân, nên kinh tế của thôn đã có sự phát triển vững chắc theo từng năm. Số hộ nghèo của thôn giảm đáng kể. Đối với đồng chí Mỹ, Phó Bí thư Chi bộ, trưởng thôn Lùng Phùa, thì là một đảng viên gương mẫu đi đầu trong các cái phong trào cũng như hoạt động của thôn. Trong cái thời gian vừa qua thì đồng chí đã tích cực trong cái công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, cũng như là vận động học sinh đến trường, đến lớp đầy đủ. Bên cạnh cái việc vận động học sinh thì đồng chí Mỹ cũng là một cái gương trong tích cực trong phát triển kinh tế. Trong những năm qua thì cũng đã tập trung chăn nuôi, phát triển đàn gia súc, cũng như là trồng cỏ gắn với nuôi bò hàng hóa. Không chỉ làm tốt công tác xã hội mà bản thân anh Mỹ và gia đình cũng đã có nhiều sự cố gắng vươn lên làm giàu bằng chính đôi bàn tay của mình. Anh cho biết, cách đây khoảng 10 năm, gia đình vô cùng khó khăn, bố mẹ già yếu, là trụ cột chính trong gia đình nên mọi gánh nặng dồn hết lên đôi vai của anh. Năm 1996, anh được bầu làm khuyến nông thôn. Nhận thức được vai trò trách nhiệm của mình nên anh thường xuyên học hỏi từ những người đi trước, những người cán bộ của huyện, xã có nhiều kinh nghiệm. Không những thế, anh thường xuyên được cử đi tập huấn trong việc chăm sóc đàn gia súc, gia cầm và cây trồng. Có kinh nghiệm, anh mạnh dạn vay vốn 5 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện. Với số vốn tuy không nhiều, nhưng bù lại, với sự cẩn thận và tỉ mỉ, nên anh vượt qua những trở ngại ban đầu trong việc phát triển kinh tế bằng hình thức nuôi bò vỗ béo. Đến năm 2000 thì em đã nuôi bò phát triển kinh tế trong gia đình. Là một năm là nuôi 7 con trở lên thì em 3 tháng bắt một lần. Thì số tiền thì chắc một năm thu nhập là 200 triệu thế rồi. Trong xóm mình thì có một số hộ nó nghèo, nó khó khăn. Thì em mua bò nó nuôi dế, thì mua thì nó được 2 con thì mình chỉ có được 1 con thôi. Thì bây giờ còn một số hộ là vẫn chưa thất nghèo thì bây giờ khả năng có tiền thì mua cho nó nuôi khác. Qua nhiều năm phấn đấu, đến nay gia đình anh đã có kinh tế ổn định, con cái được học hành đầy đủ. Hiện trong chuồng nhà anh, lúc nào cũng có từ 6 đến 7 con bò. Do được chăm sóc và tiêm phòng đúng cách nên đàn bò rất ít bị bệnh dịch. Mỗi năm gia đình anh xuất bán từ 4 đến 5 con, trừ chi phí mỗi con có lãi từ 10 đến 12 triệu đồng. Để việc phát triển đàn gia súc thuận lợi hơn, gia đình anh đã trồng thêm 1,5 ha cỏ và 2 ha ngô, mỗi vụ cho thu hoạch trên 6 tấn ngô hạt. Anh dùng số ngô trên để nấu rượu và mang bán ở các phiên chợ lân cận, còn bống rượu anh dùng làm thức ăn cho đàn bò và lợn. Anh Mỹ cho biết, trung bình mỗi ngày gia đình nấu được 20 lít, lúc cao điểm nấu trên 40 lít rượu, tuần nào cũng mang đi chợ Lũng Phìn bán với giá 20.000 đồng trên 1 lít. Không chỉ làm giàu cho bản thân mà anh còn giúp đỡ các hộ nghèo trong thôn bằng cách chăn nuôi bò rẽ, đồng thời hướng dẫn bà con cách chăm sóc cây trồng sao cho có hiệu quả năng suất cao nhất. Gia đình đồng chí Vàng Mí Mỉ ở trường thôn Lùng Phùa là một trong những hộ gia đình có kinh tế phát triển trong thôn. Trong những năm gần đây thì họ cũng đã biết áp dụng các cái biện pháp kỹ thuật trong trồng trọt cũng như là trong chăn nuôi. Hiện nay họ đã biết nuôi bò vỗ béo, trồng các giống ngô lai có năng suất cao, trồng cỏ. Bên cạnh đó thì họ cũng đã đầu tư mua được máy sắt đá, máy sắt ngô và nấu rượu để tăng thêm thu nhập hộ gia đình. Và trước kia thì trong gia đình em cũng gặp nhiều rất khó khăn. Từ khi là cũng được anh Mỹ là mua con bò dế cho nuôi thì nói chung về thì về cái cày nương thì cũng đỡ cho gia đình đỡ vất vả và hoàn thiện kinh tế nó tốt hơn rồi. Không chỉ giúp người dân trong thôn phát triển kinh tế, anh còn tích cực xuống từng hộ gia đình để tuyên truyền vận động bà con nhân dân cho con em đến trường đúng độ tuổi. Chính vì vậy, nhiều năm nay trong thôn không có tình trạng học sinh bỏ học, 100% các em học sinh của ba bậc học đều đến trường đầy đủ. Từ những việc làm trên, anh Mỹ là tấm gương sáng của dòng họ và được nhân dân tin cậy yêu mến. Anh Vàng Mí Mỉ xứng đáng là một phó bí thư chi bộ, trưởng thôn điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của huyện Mèo Vạc.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi trang địa phương của Đài Truyền thanh Truyền hình Mèo Vạc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.